Kính chào quý vị, tôi là dược sĩ Phan Thanh Châu, là người phụ trách chương trình Dược trong đời sống của Đài Quê Hương. Ngồi với Thanh Châu thêm một lần nữa là cô Lan Anh Nguyễn, sinh viên của trường dược University of the Pacific. Hôm nay là phần 2 của chủ đề cao máu mỡ. Trong phần này chúng tôi sẽ nói đến những loại thuốc thường dùng và những phản ứng phụ quý vị nên biết khi dùng những thuốc này. Welcome back to Pharmacy in Our Lives. The topic for today will be the drugs to treat high cholesterol, the common side effects, and what you can do to help decrease cholesterol. Trước khi chúng tôi nói về những thuốc thường dùng cho bệnh cao máu mỡ, quý vị luôn luôn cần phải sắp đặt một chế độ ăn uống tiêu chuẩn để hạ cholesterol, bởi vì uống thuốc không thì không có giúp cho mình phải coi chừng những sự ăn uống của mình để mình mới giảm hạ được cái chất cholesterol trong người mình. Dùng thuốc một mình thì sẽ không có kết quả bằng vừa thay đổi lối sống và dùng thuốc cùng một lúc. Using drugs alone would not be beneficial as taking them in addition to improving your health, like healthy lifestyles. Sau đây là cái bảng mà quý vị sẽ thấy được là những cái loại thuốc mà thường thường mình dùng để cho giúp cho giảm cholesterol. Cho biết là cái bảng này rất là nhìn thấy nó rất là khó đọc, nhưng mà để Châu giải thích cho quý vị biết là hồi đó cái chương trình vừa rồi Châu nói là LDL là cholesterol xấu, HDL là cholesterol tốt và triglyceride là cái loại một loại cholesterol nữa. Cho nên mình luôn luôn mình muốn giảm LDL và giảm triglyceride và mình muốn tăng lên HDL. Cho nên sáu cái loại thuốc này là đều giúp cho mình giảm hoặc là tăng tùy cái. Giống như loại thứ nhất là nó gọi là những loại statins, giống như simvastatin, Crestor, Lipitor là những loại statin. Thì quý vị thấy rằng là cái loại này á, nó giảm LDL là cái loại cholesterol xấu tới đến 55%, từ 18 cho tới 55%. Cho nên quý vị thấy nó rất là tốt, cho nên nhiều người dùng cái thuốc này. Cái loại thứ nhì là fibric acid. Cái này thì giúp cho hạ triglycerides. Quý vị thấy nó có thể hạ từ 20 cho tới 50%. Và cái loại thứ ba là nicotinic acid. Cái loại này là giống như là niaspan, slow niacin, quý vị hay thường thường đang dùng. Thì cái này người ta thường dùng cho nó để nó tăng lên cái HDL là cholesterol tốt của mình. Nó có thể tăng giúp cho mình tăng đến 15-35%. Và ba loại khác nữa là bile acid sequestrants, giống như Wellcol, cholesterol absorption inhibitors like Zetia, và cái omega 3 fatty acid là Lovaza. Here we have a table showing the six main classes of drugs that are commonly used to treat high cholesterol. The first group you can see is orthostatin groups, which includes simvastatin such as Zocor. These are great at as reducing your LDL. And the next group are the fibric acid groups, including Lopit, Tricor, Trilipix. They're really good at reducing your triglycerides. And then follow that would be the nicotinic acids, including niacin. These are good at increasing your HDL, which are the good cholesterols in your body. Then we have the bile acid sequestrants, such as cholestyramine or Wellcol. We also have omega-3 fatty acids, as you commonly known as Lovaza. Sau đây là Châu sẽ nói vô về những loại thuốc này. Loại thuốc đầu tiên mình muốn cho muốn nói là loại thuốc statins và những cái lợi ích của nó. Lợi ích của những gia đình của loại thuốc statins. Vậy chị Châu, Lana muốn hỏi tại sao statins là loại thuốc thường dùng nhất để chữa bệnh cao mỡ máu vậy chị? Tại vì khoa học cho ta biết rằng là bệnh động mạch có liên quan chặt chẽ với số lượng cholesterol cao trong máu của mình. Cho nên mục tiêu chính trong việc chữa bệnh cao máu mỡ là hạ thấp cái số LDL là cholesterol xấu vì sự quan hệ với bệnh động mạch nhiều hơn so với các loại mỡ khác. Statins là loại thuốc dùng để giảm lượng LDL hiệu quả nhất
Vì vậy mà mình thấy nhiều bệnh nhân dùng thuốc này hơn. Đây là những cái loại statins có trong cái ở ngoài thị trường, giống như Lipitor, Crestor. Lipitor bây giờ là đã thành generic rồi. Crestor, Pravastatin, Lescol, Zocor, Mevacor, Livalo. Quý vị thấy là những cái loại này chắc chắn quý vị sẽ cảm thấy là có những cái loại mình đã thấy dùng nhiều nhất là cái thuốc gọi là Simvastatin. Thường thường những cái thuốc này mình uống một lần một ngày thôi, nhưng mà có bốn cái loại thuốc mình nên uống buổi tối, đó là Pravastatin, Fluvastatin, Simvastatin and Lovastatin. As you can see, these are some of the statins available on the market. Brand name and generic names includes Lipitor, Atorvastatin. You have Crestor, Pravacol, Lesco, Zocor, Mevacor and Livalo. Many of these, well, all of them, you probably usually take one a day. But for Pravacol, Lesco, Zocor and Mevacor, these you need to take it at bedtime before you go to bed. Những cái sự lưu ý cho quý vị nếu quý vị đang dùng những cái loại statin này là thứ nhất là thông báo cho bác sĩ hoặc chuyên gia y tế nếu quý vị bị đau cơ bắp không rõ nguyên nhân hoặc thấy yếu. Nếu quý vị thấy cơ bắp mềm hoặc yếu cùng với đau cơ nghiêm trọng hay là nước tiểu của mình ra màu nâu giống như là nước trà, thông báo cho bác sĩ của bạn ngay lập tức. Điều này có thể là một trường hợp nó gọi là rhabdomyolysis. Triệu chứng này có thể xảy ra tại bất kỳ cơ bắp nào trên cơ thể. So Lana, cháu muốn show cho quý vị thấy được, mình có thể check bằng cách là như thế này. Giống như nếu mà em đưa tay lên. Ok. Và nếu mà chị kéo này xuống mà em phải ráng gồng lại mà chị kéo xuống. Mà nếu mà kéo mà quý vị mà thấy mà người ta kéo mà bị đau là mình có thể là mình mà mình đang nó thường thường trước khi mà uống những cái loại thuốc statins này mà mình kéo ra không có sao hết, mà bây giờ sau khi uống loại statins này mà quý vị thấy là cơ bắp của mình hay là những cái bắp thịt mình cảm thấy bị đau nhức mà không biết tại sao, nó có thể là cái sự phản ứng phụ của cái loại statins của cái thuốc này. When you're on any of the statins medications, including pravastatins and simvastatins, it is important for you to remember that to watch out for some of the side effects. So suddenly, before you take the statin, you feel strong. Like for example, if you lift your arms up like this and someone pull it, and if you feel hurt after you take the medication, it's a possible sign of side effects. So suddenly, if you experience muscle tenderness, weakness, along with severe muscle pain, you need to inform your doctor right away. This may be a case of rhabdomyolysis, which is a severe side effect of the statin family drugs. Also, if you experience abdominal pain associated with yellowing of the white portions of your eyes, or your skin suddenly becoming yellow, then you need to inform your doctor immediately. It could be a potential sign of some liver damage. When you're taking any of the statins, it's also important that you avoid taking grapefruit juice, as it may increase the side effects of the medication. Thuốc statins có thể làm hại đến gan của các bạn, cho nên quý vị nào mà bị đau bụng, thêm vào cái lòng trắng của mắt của mình hay là màu da của mình bị vàng đi, nên đi gặp bác sĩ ngay lập tức. Và quý vị nào đang hiện giờ đang bị bệnh gan nên nói chuyện với bác sĩ trước khi dùng cái thuốc loại này. Và một vấn đề lưu ý khác nữa là nếu mà cô nào đang mang thai, thông báo cho bác sĩ mình ngay lập tức và không dùng được, nên không dùng thuốc này vì nó có thể gây hại cho thai nhi. Một cái thứ ba nữa là thường thường quý vị nào mà uống cái loại thuốc này, bác sĩ hay nói tránh đừng uống nước bưởi vì nó có thể làm tăng cái tác dụng phụ của cái thuốc này. Thường thường nước bưởi đôi khi mình uống một ly nhỏ thì không sao, nhưng mà cái sự mà người ta nói tránh dùng thuốc với nước bưởi thì thường thường mình phải uống nhiều lắm thì nó mới hại đến cái tăng lên cái tác dụng phụ. Nhưng mà nếu tránh được thì tốt hơn là uống nhiều quá. So when you're taking any of the statin drugs, it is important that you should watch for the following signs. If you are pregnant, please inform your doctor immediately and do not take this medication because it can harm your unborn baby. You also need to contact your doctor if you notice your urine color is brown or dark colored or your stool is pale.
and you feel more tired than usual, or your skin color or eyes become more yellow, these are signs of potential liver damage. If you also experience any muscle weakness and pain without any good cause or reasons, then also inform your doctor. Another point to remember is that it is important that you should not be taking this medication if you have active or chronic liver disease, because this drug can only injure your liver a little bit more. Loại thuốc thứ nhì cháu muốn nói hôm nay là nó gọi là fibrates. Cái thuốc này giúp cho mình hạ thấp triglycerides. Những cái loại thuốc mà có ở ngoài thị trường bây giờ là Lupid, Tricor, Trilipix. Thường thường nó là uống một ngày một lần thôi, nhưng mà loại Lupid thì mình uống là một ngày hai lần và uống 30 phút trước khi bữa ăn. This class of medication to treat high cholesterol are the fibrates. These help decrease your triglycerides. The fibrates that are available in the market includes Lopit or Gemfibrozil, Tricor, Fenofibrate, Trilipix or Fenofibric Acid. You usually take Tricor and Trilipix one times a day. However, for Lopit, or also known as Gemfibrozil, you usually take 600 milligrams twice a day, 30 minutes before breakfast and dinner. Lưu ý khi mà quý vị đang uống thuốc này là giống nó những cái loại phản ứng phụ giống như là cái loại statins, nó cũng làm cho mình đau bắp thịt, nó cũng bị hại gan và nó cũng có làm cho mình đau bụng. Cho nên nếu quý vị nào mà vừa uống loại những cái thuốc statin và uống thuốc những cái thuốc fibrates này cùng một lúc, nó có thể hại bắp thịt cho mình hơn. Cho nên nếu mà mình để ý cái sự bắp thịt đó, nếu mà có bị đau đớn thì nên đi gặp bác sĩ liền. When you're taking any of the fibric acids such as Gemfibrozil or Trilipix, it is important that you are also on a low-fat diet and also inform your doctor or for a pharmacist if you experience unexplained muscle tenderness or weakness. If you experience upper abdominal pain, especially when it radiates towards your back, when you notice the color of your urine changes to brown or dark, when you feel more tired than usual, your skin and your eyes look more yellow than usual, these are the potential signs of adverse effects of the drugs. So please contact your doctor. And also it's important that you should not be taking any of the fibric acids if you have active or chronic liver disease. Loại thuốc thứ ba cháu muốn nói đến là niacin. Cái loại niacin này nó giúp cho mình tăng lên cái loại cholesterol tốt HDL và cùng một lúc giảm loại LDL và triglycerides. Có những cái loại niacin ở trên thị trường là niaspan, slow niacin và niaco. Những cái loại thuốc này mình phải uống. Cái loại niacin ER thì là mình uống với lại ăn, phải uống buổi tối và ăn một cái đồ ăn một chút nhẹ nhẹ thôi. Còn cái loại niacin SR thì là mình phải ăn đồ ăn nhiều, và niacin IR thì cũng ăn với đồ ăn. Còn chỉ có niacin ER thì là mới là ăn nhẹ bụng thôi và uống buổi tối. The next class of drugs are the niacins. These drugs raises HDL cholesterol levels while lowering your total cholesterol, your LDL cholesterol, and your triglycerides level. The niacins are available on the market includes niacin ER, which stands for extended release, niacin SR stands for slow release, and niacin IR stands for immediate release. Usually when you're taking any of the niacin, you usually take it with food. It is important to realize that for niacin ER, you need to take it, you take a small, low snack food at nighttime. Whereas the other one, you just need to take it with food, but you can take it anytime during the day, but preferably the same time during the day. Các điểm lưu ý khi mà quý vị đang uống cái thuốc niacin là thuốc này nó có thể làm cho da mình bị đỏ hoặc là ngứa. Nó gọi là flushing, cho nên thường thường mình muốn khi mà các quý vị mà đang uống thuốc này, hãy thử dùng 325 mg aspirin
uống 30 phút trước khi dùng cái thuốc này để giảm cái sự da bị đỏ hay là hoặc ngứa đi. Và đừng có tránh sử dụng uống rượu hay là ăn những đồ ăn nóng hoặc ăn thức ăn cay khi mà quý vị đang uống thuốc này để giảm đi cái sự đỏ da. Và nếu quý vị bị bệnh tiểu đường, cái thuốc này nó làm cho mình tăng cái lượng đường hơi một chút, cho nên phải cẩn thận một chút. Và liên lạc bác sĩ nếu quý vị thấy nước tiểu màu nâu hoặc sậm màu và cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường, hoặc nếu da mặt hoặc là mắt trở thành màu vàng, thì đây là có thể là nó gọi là gây suy tiêu hóa và tăng lên cái uric acid. Cái uric acid ở trong người mình là những người mà có bệnh gout hay là gout thì hay bị cao uric acid đó. Cho nên khi mà quý vị nào mà đang có bệnh gout thì nên cẩn thận trong khi dùng những thuốc này. If you're taking any niacin products, it is important for you to remember that you should also be on a lipid lowering diet, so low fat and low salt diet while taking niacin. You should watch out for intense cutaneous flush or itching. If you experience like redness or flushing, then try taking 325 milligram of aspirin about 30 minutes before you're taking niacin products. It will help reduce the flushing. When you're taking the drugs, also avoid using alcohol, avoid drinking hot beverages or eating any spicy food around the time of the medicine to help reduce the flushing. If you have diabetes, make sure to monitor your blood sugar because these drugs can mildly increase your blood sugar. Contact your doctor immediately if you see any brown or dark colored urine, if you feel tired more than usual, or if your skin or eyes become yellow. These could be signs of potential adverse drug reactions. You should also watch out for any stomach pain or if you have gout, then you should watch out for increase in symptoms of gout. Another point you need to remember when taking niacin is that you should not take this if you have chronic liver disease or severe gout. Loại thuốc khác nữa nó gọi là bile acid sequestrants. Bile acid là acid mật của trong người quý vị. Cho nên mà acid mật á, là làm bởi cholesterol của LDL. Cho nên khi mà cái thuốc này nó giúp cho mình loại bỏ acid mật đi. Khi mà mình loại bỏ acid mật thì là cái con người mình phải kêu dùng LDL để làm thêm acid mật. Cho nên khi mà con người mình lấy cái LDL để làm acid mật thì là LDL, cái độ của LDL sẽ giảm bớt. Và những cái loại này ở trên thị trường hiện giờ là nó gọi là Wellcholestrin, Cholestid, nó có nhiều loại, và thường mình là nó là trong cái packet, nó là powder hay là nó cũng có thể là cái viên thuốc. Cho nên powder là những cái bột, đúng rồi, bột, những cái bột. Cho nên mình uống là dùng một bịch bột 4 lần một ngày, hay là một viên thuốc 2 lần một ngày. Cho nên tùy loại quý vị đang uống, để mình theo cái đó để uống. The next class of drugs are the bile acid sequestrants. These help remove your cholesterol from the bloodstream by eliminating the bile acids. The body needs bile acids to make them by breaking down your LDL cholesterol. So in another word, you also help lower your LDL cholesterol by taking bile acid sequestrants. Some of the bile acid sequestrants that are available on the market include Questrin, Cholestid, and Cholestyramines, or Cholestipol, or Welchol, or Cholcevolam. Some of them are available in powder forms, where others available in tablets forms. So for the powder forms, it is important that you take it with a full glass of water, and take it as indicated on the label. Các cái điểm lưu ý khi quý vị đang uống cái loại thuốc này là giống như Wellcol, thí dụ như Wellcol, nó có nhiều tương phản với những thuốc khác.
Cho nên khi mà các vị uống thì những khoảng mình phải cách ra cái khoảng cách là cỡ 4 tiếng trước khi mà uống những thuốc khác. Và một cái nữa là quý vị có thể bị các triệu chứng như rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, đau bụng, táo bón, buồn nôn và ói mửa. Và để giúp ngăn ngừa cái tác dụng phụ như là táo bón, quý vị có thể ăn thêm chất xơ như fiber, uống nhiều nước hoặc là tập thể dục thường xuyên để mình đỡ bị táo bón hơn. When you're taking any of the bowel acid sequestrants, it's important that you try to take it at least 4 hours away from other medications, because these drugs do tend to interact with a lot of other medications. While taking any of the drugs, you should watch out for signs of GI upset, such as you feel your stomach bloating, you have abdominal pain, you feel constipated, nausea, or vomiting. Should you experience any constipations, it is recommended that you increase the amount of fiber in your diet by eating more green vegetables, such as broccoli, lettuce, and fruits as well. You should also increase your water intake. Drink at least 2 liters of water a day and exercise more often. These can help lower your constipation. Rồi một loại thuốc khác nữa nó gọi là Zetia. Zetia thì là mình thường uống một viên một ngày 10 mg thôi. Nó không có nhiều phản ứng phụ nhiều lắm, cho nên nhiều bác sĩ có dùng recommend, nhưng nó không có hạ LDL nhiều như là những cái loại thuốc statin. Và một cái quan trọng là nếu mà quý vị sử dụng thuốc này với statin, nó có thể tăng cao nguy cơ về bệnh gan. Cho nên chỉ có cái đó là mình hơi lo thôi. Nhưng mà cái thuốc này thường không có nhiều phản ứng phụ lắm như những thuốc khác. The next class of drug would be the cholesterol absorption inhibitor. The main example would be ezetimibe, or also commonly known as Zetia. Usually you take it 10 milligram once a day. When taking Zetia, it is important that you do not take it with statin drugs, because the combinations of statins and Zetia may increase your chance of liver damage. So usually you take it alone. Patients usually are given Zetia when they're not tolerated, when statins does not work for them. Và một loại khác nữa là omega 3 fatty acid. Omega 3 fatty acid nó giống như là fish oil hay là flaxseed oil, hoặc là cái thuốc mà mình cần toa là Lovaza. Châu sẽ nói trước về cái thuốc Lovaza. Thuốc Lovaza thì để giúp cho mình hạ triglycerides, và nhưng mà nó lại có thể làm tăng lên cái LDL là cái cholesterol xấu. Cho nên cái thuốc này chỉ có dùng khi nào mà quý vị nào có OK LDL nhưng mà lại triglyceride bị cao thì bác sĩ sẽ đưa cho quý vị cái thuốc này. Thường nó uống là 2 lần một ngày và ăn với thức ăn. Nhưng mà cái nó sẽ làm cho mình bị khó tiêu, ở hơi hay là bị nó có cái hơi bị tanh cái màu mùi một chút. Và cẩn thận khi các vị dùng thuốc này, nếu mà quý vị nào uống thuốc mà chống đông máu giống như warfarin hay là aspirin, cái Lovaza này có thể kéo dài cái thời gian chảy máu hơn. Another group of drugs are available on the market are the omega 3 fatty acids. The main example commonly seen is Lovaza. You usually take about 4 grams a day, 2 times a day, or just one time, but you need to take it with food. It's important to know that Lovaza commonly has omega 3 fatty acids. It may increase your LDL level up to 44%. However, this medication is usually used for those whose LDL level are usually under control, but you have high level of triglycerides. Lovaza will help lower your triglycerides level. Some of the side effects for taking Lovaza includes you might feel a fishy taste in your mouth. You might feel some stomach problems, or you might feel like you belch a lot, or you can also have some flu-like symptoms. When taking Lovaza, it is important that you avoid taking any other anticoagulants, such as warfarin or aspirin, because
Lovato may increase the bleeding time. So therefore, it's important for you to tell your doctor in, to avoid those medications. Và những cái loại thuốc ở ngoài mà không cần toa để giúp cho quý vị là Châu đã nói giống như fish oil nhưng mà quý hay là flaxseed oil, nhưng mà quý vị phải nên nhớ là những cái này nó chỉ giúp cho lower hạ thấp triglyceride chứ không phải là everything. Cho nên mình cẩn thận, đừng có nghĩ là nó sẽ giúp cho mình hạ thấp LDL là cholesterol xấu. Muốn hạ thấp LDL á, là tốt nhất là uống thuốc statins. Và những cái loại khác nữa để giúp cho quý vị là nó gọi là men gạo đỏ hay là red yeast rice. Tự nhiên loại thuốc nó, cái red yeast rice này, men gạo đỏ, loại thuốc này nó không cần toa. Và nó tự tự như là loại thuốc statin. Cho nên nó có thể làm cho mình hạ thấp cholesterol, nhưng nó cũng có thể làm cho mình bị đau bắp thịt giống như loại statins khác. Và một cái mà mình hay dùng thường ngày trong sự ăn uống là tỏi. Tỏi có một số hiệu quả nhỏ để giúp cho mình hạ cholesterol, nhưng mà khi mà tỏi nấu chín thì lại không có bị không có hữu hiệu bằng tỏi phải cần là sống thì nó mới giúp cho mình hạ cholesterol. Omega-3 fatty acids can also be found in taking fish oil. The prescription version would be Lovato. The over-the-counter medication would be the fish oil that you usually buy at your pharmacy. When taking this, it's important that you should take it with food to reduce your chance of stomach problems. When taking fish oil, you may experience some increase in signs of burping. You may have some indigestions, and your taste might feels a little bit fishy. But fish oil, the benefit is that it helps reduce your triglycerides level. Another drug that, or another substance that can help reduce your triglyceride that I've heard of is red yeast rice. Mm-hmm. However, red yeast rice usually provide some reductions in cholesterol, but it also could be harmful if you take red yeast rice with your statins, because those drugs together might increase your chance of a lot of liver problem. Another beneficial thing you can do for your cholesterol is by eating garlic, or just add garlic in your salad, but make sure that it is uncooked, because the cooked version won't work as well as the uncooked garlic. Kết thúc phần 2 của chương trình để nói về cao máu mỡ. Nếu quý vị có câu hỏi gì, xin liên lạc số 408-475-3862 hay là email cho Châu, thanhchau@duoctrongdoisong.com. Vào chương trình sau, chúng tôi sẽ nói về bệnh tiểu đường và các loại thuốc cho các bệnh nhân tiểu đường, cũng như làm cách nào để theo dõi và giảm lượng đường trong máu. Cảm ơn quý vị đã bỏ ra thời gian để xem chương trình Dược Trong Đời Sống hôm nay. Cảm ơn Lana đã giúp cho chị trong chương trình này, và hẹn quý vị trong chương trình sắp tới.